Đấy, chất lượng âm thanh thì hiện tại em sẽ test thử cho tất cả các bác có thể tham khảo nhé. Đây, trước hết thì em sẽ cho các bác nghe thử cùng một loại nhạc thôi, cùng một chiếc dây luôn, chứ cũng không cần phải là thay đổi gì. Đây, đầu tiên là cái loa này nhá, thì em sẽ bật to. Rồi, các bác nghe này. Các bác có thể đeo tai nghe cảm nhận luôn. Và đây em sẽ chuyển nhá. Em sẽ chuyển sang cái loa mà em đã quét keo giữ gần, keo giữ màng rồi nhá. Thì cái này thì em chạy cùng một dây thôi là các bác sẽ nghe được, cảm nhận được ngay cái sự thay đổi của nó này. Tăng hơn rất nhiều các nhau, tiếng tăng hơn, sạch sẽ hơn và chi tiết hơn rất là nhiều. Bass đánh rất là chắc. Ok chưa? Đấy, em thử, em test trực tiếp cho các bác nghe thử luôn. À, một chiếc loa mà đã được quét keo dưỡng gân và một chiếc loa chưa được quét nhé. Với 199.000 đồng em miễn phí ship luôn, các bác nhận hàng thanh toán cho em. Một combo như này sẽ tặng kèm hai chổi quét đi kèm các bác nhá. Đấy, mọi chi tiết các bác liên hệ trực tiếp cho em hoặc để lại số điện thoại, địa chỉ, họ tên. Ở bên em sẽ trực tiếp liên hệ và cho các bác lên đơn cải thiện chất lượng âm thanh chỉ với giá thành cực kỳ hợp lý nhá, để cho các bác có thể chơi tiếp cận được, được chưa?